Thưa quý khán giả, có thể nói công tác giúp đỡ người hoàn lương để làm lại cuộc đời, thời gian qua tỉnh Đồng Nai đã làm rất hiệu quả, mang lại cuộc đời mới cho nhiều người lầm lỡ, để họ xây dựng phát triển kinh tế gia đình và là người có ích cho xã hội. Huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai là một trong những huyện điển hình về hỗ trợ cho người hoàn lương. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Trở về sau hơn 5 năm tù vì tội mua bán trái phép chất ma túy, anh Đào Ngọc Tâm ở xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai đang cố gắng làm lại cuộc đời trên mảnh đất của gia đình. Vì có thành tích cải tạo tốt trong trại giam nên anh Tâm được xét giảm án từ 7 năm 6 tháng tù xuống còn 5 năm 6 tháng tù. Về địa phương, Tâm được bà con anh em đóng góp cho số tiền 150 triệu đồng để sửa sang lại nhà cửa, phát sẩy để xuống sầu riêng giống. Cùng với đó, anh còn được công an xã giới thiệu với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Xuân Lộc cho vay thêm 100 triệu đồng để đầu tư sản xuất cây giống và lắp đặt hệ thống tưới nước tiết kiệm. Giờ về thì nhìn thấy rẫy mình có mà không có nguồn vốn thì cũng đau đầu lắm chứ phải không? Nhưng được cái bên gọi như bên ủy ban động viên, bên công an, nhờ Ngân hàng Chính sách thì giúp đỡ cho em 100 triệu nữa. Em làm dàn bếp với mua giống với ấy. Còn em đi làm mướn thì em đi đắp vô mấy cái tiền phân, tiền thuốc, rồi tiền ăn, rồi các thứ thì cũng chỉ mong sao mà vài năm nữa thì nói chung mà 2-3 năm mà cái cây này nó khỏe mạnh, đừng có ốm đau bệnh tật thì vài năm nữa thì mình cũng thoát nghèo được. Về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù thì trên địa bàn huyện Xuân Lộc chúng tôi đã thực hiện cho vay đối với 16 người chấp hành xong án phạt tù với tổng số tiền là 1 tỷ 430 triệu đồng. Qua quá trình triển khai với sự phối hợp của Ủy ban Nhân dân 15 xã thị trấn, các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác từ huyện đến cơ sở, các tổ tiết kiệm vay vốn thì tất cả các hộ vay đều sử dụng vốn vay đúng mục đích, đồng vốn phát huy hiệu quả kinh tế cao và chấp hành nghiêm chỉnh việc thực hiện nghĩa vụ đối với ngân hàng. Hay như trường hợp chị Dung ở xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc, sau khi mãn hạn tù về địa phương, cũng nhờ công an xã, ban ấp đứng ra bảo lãnh giới thiệu với ngân hàng, chị cũng đã vay được 50 triệu đồng về để chăn nuôi dê bò. Cũng chính sự chịu thương chịu khó và quyết tâm của bản thân, chị Dung đã làm lại cuộc đời mới. Hiện chị và gia đình đã phát triển đàn dê, bò, sẽ đến 40 con. Nhiều con đang trong giai đoạn sinh sản, hứa hẹn sẽ mang lại cho chị nguồn thu nhập khá. Theo Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Xuân Lộc, trong năm nay, đơn vị sẽ tiếp tục huy động vốn và giải ngân thêm cho các đối tượng lầm lỡ này. Thì trong thời gian tới, với mục đích là để huyện Xuân Lộc cán đích nông thôn mới kiểu mẫu năm 2025 theo lựa chọn của chính phủ, thì chúng tôi cũng như là tạo cơ hội để những người chấp hành án phạt tù có cơ hội hòa nhập cộng đồng một cách tốt nhất, thì chúng tôi sẽ huy động mọi nguồn lực để thực hiện cho vay đối với các đối tượng này. Thì kế hoạch trong năm 2024 và những tiếp theo thì mỗi năm chúng tôi sẽ giải ngân khoảng 15 trường hợp vay vốn. Khát vọng vươn lên, bỏ lại sau lưng những quá khứ lầm lỡ để làm mới lại mình, đó là điều chính đáng của đời người, điển hình như chị Dung và anh Tâm cùng nhiều trường hợp tương tự. Đáng ghi nhận là trên con đường tái hòa nhập cộng đồng, họ không đơn độc mà luôn có sự đồng hành của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, lực lượng công an và đặc biệt là gia đình người thân luôn bên cạnh để cùng nhau vươn lên trong cuộc sống